Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bi Channel và mình là Mỹ Trinh. Lenovo vừa mới ra mắt mẫu smartphone chơi game đầu tiên của hãng có cái tên gọi là Legend Phone Duo. Chiếc điện thoại này sở hữu thiết kế khá là hầm hố, đặc trưng dành cho game thủ, cấu hình phần cứng thì mạnh mẽ, đến từ vi xử lý Snapdragon 865 Plus và camera pop-up ở cạnh bên. Legend Phone Duo này thì được trang bị màn hình AMOLED 6.6 inch, hỗ trợ độ phân giải Full HD Plus, tỷ lệ khung hình 19.5:9 và tần số quét là 144Hz. Thay vì sử dụng thiết kế đục lỗ hay là tai thỏ giống như các mẫu smartphone chơi game khác trên thị trường, thì Legend Phone Duo lại được tích hợp hệ thống camera selfie thao thục 20MP ở cạnh bên, giúp cho game thủ vừa có thể chơi game vừa có thể livestream một cách dễ dàng hơn. Ở bên trong thì Legend Phone Duo sở hữu sức mạnh phần cứng đến từ vi xử lý cao cấp nhất hiện nay của Qualcomm là Snapdragon 865 Plus, kết hợp với RAM LPDDR5 lên tới 12GB và bộ nhớ trong UFS 3.1 lên tới 512GB. Ngoài ra thì chiếc điện thoại này cũng hỗ trợ 2 SIM kết nối mạng 5G lẫn 4G LTE. Trên thị trường hiện nay, một số smartphone cũng đang được hỗ trợ con chip mạnh nhất là Snapdragon 865 với tầm giá có thể cạnh tranh được với Lenovo Legend là vô cùng ít. Chỉ có thể kể đến một vài cái tên như là Pocophone F2 Pro hoặc là Redmi K30 Pro với giá tầm 11 triệu cho phiên bản xách tay. Di chuyển đến mặt lưng thì Legend Phone Duo này mang trên mình hệ thống camera kép được xếp theo chiều ngang và đặt ở chính giữa, trong khi đèn flash LED thì được tích hợp vào logo Legend trông khá là đẹp mắt. Cụm camera sau của máy bao gồm cảm biến chính là 64MP và cảm biến góc siêu rộng 16MP. Legend Phone Duo thì sử dụng thiết kế pin kép với tổng dung lượng là 5000mAh, hỗ trợ sạc siêu nhanh 90W thông qua cổng USB-C và có thể sạc đầy pin chỉ trong vòng 30 phút mà thôi. Ngoài ra, máy cũng có hai phím cảm ứng được đặt ở cạnh bên, đèn LED RGB thì ở mặt lưng có động cơ rung kép giúp tăng trải nghiệm chơi game cho người dùng. Lenovo Legend Phone Duo sẽ bắt đầu lên kệ tại Trung Quốc trong tháng này với giá vào khoảng 11 triệu đồng trước khi đến với các thị trường châu Á, Thái Bình Dương, EMEA và Mỹ Latin trên mức giá thay đổi tùy thuộc vào thị trường. Tại Việt Nam thì sẽ có giá chênh lệch cao hơn khoảng 2 triệu đồng. Và vừa rồi là những tổng hợp nhanh về sản phẩm Lenovo Legend Phone Duo. Các bạn quan tâm đến sản phẩm nào hãy tham khảo ở tại Di Động Việt nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Tạm biệt.